Những địa điểm trà sữa nướng Vân Nam siêu hot. Lần đầu thử trà sữa thố đất nung Vân Nam hot hit Trung Quốc vừa có mặt tại Sài Gòn. Dự là sẽ xoán ngôi luôn cái trà chanh giả tay, liệu có xứng đáng không ta? Hello, tay bên nè. Series này thì tôi sẽ thử hai cái chỗ trà sữa đất nung đang hot hit nhất nha. Bây giờ ở Sài Gòn thì cũng có khá là nhiều chỗ bán rồi. Nhưng mà chỗ này nghe người ta nói là mấy chỗ đầu tiên mang về. Còn có thêm quán ăn vặt cập nhật đầy đủ nữa. Chỗ này được cái là nấu trong thố đất luôn, khác mấy chỗ khác làm bình đất nên tôi thử xem sao. Nè là táo đỏ, kỷ tử, hoa hồng khô, hoa nhài, hoa cúc. Ở quán thì có tận 5 vị khác nhau nha, là hồng trà hoa hồng, hồng trà táo đỏ, trà hoa cúc đậu biếc, săn trà hoa nhài và trà nhài matcha. Cha tùy từng ly sẽ có một mùi khác nhau, trà và các nguyên liệu sẽ được cho vào một lượng vừa đủ. Rang trực tiếp trà trên cái thố đất nung này luôn, y chang chơi đồ hàng ghi. Rang tới khi nào có mùi thơm thì đổ sữa vào, khuấy đều tất cả lên đợi tầm 10 phút để trà nó đủ ngâm. Giờ thì câu hỏi trà đổ vào sữa hay sữa đổ vào trà là mọi người biết rồi ha. Ở đây trong quá trình rang trà và các nguyên liệu thì mọi người có thể tận mắt chứng kiến luôn. Tôi thì không phải là một người thích uống trà sữa mà tôi phải uống trà nhiều hơn. Nhưng mà mấy nhóm em đi chung thì thích trà sữa đậm vị. Nên nghe đồn là rang trà nấu trực tiếp sẽ rất đậm và thơm ngào ngạt. Một thố đồng giá là 35 xu nha, giá rẻ nhưng mà đổ ra cũng nhiều lắm đó mọi người. Món này uống khá là cồng kềnh, một bộ sẽ gồm có 2 chiếc chén, một vá mút và một cái rây lọc sát trà. Dễ uống nhất với tôi chắc là hoa nhài matcha, vị trà hoa nhài thơm kết hợp cùng mùi matcha khá là hợp. Mà uống thì cũng giống như là trà sữa matcha phiên bản bình thường thôi. Còn vị săn trà hoa nhài rất thơm và béo, ngọt thanh dễ uống. Ai mà thích uống trà hoa cúc thì có thể thử trà sữa hoa cúc đậu biếc. Vị này rất là thơm mùi hoa cúc luôn. Nhưng mà ai mà không quen mùi này sẽ hơi khó uống đó. Hổng quán giá cao nhất chắc là hồng trà hoa hồng rồi, nó không có ấn tượng lắm, nó bình thường á. Cuối cùng đó chính là hồng trà táo đỏ, cực kỳ thơm luôn nha. Nấu bằng đường phèn nên không có bị ngọt gắt, bé béo, hơi giống trà sữa sô cô la mọi người. Một điểm trừ nhỏ là trà sữa nóng nên uống ở Sài Gòn thì không có hợp lắm. Món này tôi vẫn nghĩ là bỏ thêm đá vô uống sẽ ngon hơn. Quán có mua mang đi nữa nha, có mấy cái bánh tráng. Một phần 30 xu, nói chung là cũng mổ má. Còn ai biết chỗ trà sữa đất nung nào nữa không ta? Bye bye. Ở trên trà sữa đất nung Vân Nam với cái nắng nóng của Sài Gòn có thiệt sự là xứng đáng. Hello, tê bê nè. Hôm qua thì tôi review cái chỗ bên Cư Xá Lữ Gia rồi, bây giờ thì review một cái chỗ khác. Ở đây sẽ dùng ấm nung đúng giống tiễn Vân Nam luôn, thay vì dùng nồi được cái là khi dùng cái bình này đổ ra ly không cần đồ lọc thì sát trà kiểu tự nằm gọn dưới đế bình rồi, cũng khá là tiện ha. Menu thì cũng có 5 vị là trà hoa hồng, hồng trà quế hoa, trà hoa đậu biếc, săn trà hoa nhài và trà gạo rang thảo mộc. Đồng giá là 35 xu mỗi bình hết nha, kết hợp với hơn 10 loại thảo mộc khác nhau. Từ kỷ tử đỏ, táo đỏ, hoa cúc, quế hoa, đậu biếc, long nhãn, lê trung, dâu tầm sấy khô. Thật sự mà nói nha, gu nước của tôi không phải là trà sữa, nhưng mà uống mấy món này cũng khá là ok, có thêm thảo mộc cũng healthy đồ đó. Trà ở đây là 100% hồng trà Vân Nam rang cùng với đường phèn nên đảm bảo không có bị ngọt gắt. Công đoạn chế biến là thủ công, order rồi mới làm nên sẽ phải chờ từ 10 đến 15 phút. Tối thì quán sẽ hơi đông, chờ hơi lâu hơn xíu nên cứ đi tầm chiều chiều như tôi. Quán mở lúc 3 giờ nè. Cả 5 vị này nhìn chung đều ngọt dịu, có mùi đặc trưng của từng vị, béo béo. Ví dụ như là trà gạo rang thảo mộc rất đậm vị trà, hay là trà hoa đậu biếc sẽ có vị đậu biếc khi mà uống vào. Thích nhất chắc là săn trà hoa nhài, có mùi hoa nhài thơm thanh thoảng cùng với vị của trà săn. Hồng trà hoa hồng với cả hồng trà quế hoa chắc là best seller quá. Và trà ở đây thì không có quá đậm đâu, nó thiên về cái vị béo nhiều hơn do kết hợp với sữa tươi, đường phèn có loại thảo mộc nè. Một điều đặc biệt là một đứa nghiền chân trong như tôi thì trà sữa đất nung ở đây được một điểm cộng vì có chân châu hoàng kim, ở đầu thêm là 5 xu một phần. Cái này người ta khuyên là nên uống nóng vì để cảm nhận được cái hương vị trà sữa thảo mộc ấm ấm thơm thơm. Nhưng mà dưới cái thời tiết nắng nóng của Sài Gòn hiện tại thì thôi thì uống đá đi nha mấy bà ơi, chứ nóng chịu gì nổi.